mù quái. Hey yo, what's up các bạn? Vâng, và đã rất lâu rồi tôi mới trở lại với một cái clip drone Genshin Impact. Tôi thấy có nhiều người hỏi tôi là chị ơi, chị còn chơi Genshin không? Chị ơi, chị còn như này, chị còn như nọ không? Các bạn ơi, làm sao mà tôi có thể bỏ qua được? Tôi rất là mê. Nhưng mà hả, mê ở đây là mà cũng thôi, cái mê này là cũng hơi tốn tiền đó. Thì nguyên nhân ngày hôm nay đó là chúng ta có sự xuất hiện mới mẻ của Navia, một con tướng mà nhìn giống như Taylor Swift gì đó. A clever sender. Chị Taylor Swift hả nham? Thì hôm nay tôi xin phép được role chị Taylor Swift, bởi vì nghe đồn mà chị Taylor Swift đánh cũng ác lắm. Ngày hôm nay với trợ thủ đắc lực, một người luôn luôn role cùng tôi, chị trợ thủ đắc lực ngày hôm nay, chị tự tin là với số tiền cỏn con này chúng ta liệu rằng có thể ra được mấy con Taylor Swift ạ? À? Hai. Mình tham lam quá. Một Taylor Swift, một cái trứng là ok rồi. Trứng phái, trứng phái. Trời ơi, tôi không hiểu sao đến bây giờ Genshin nó vẫn còn để cái vụ mà tỷ lệ roll. Trời ơi má, cái trứng phái của nó, cái trứng phái của nó tao nói thiệt, nhiều lúc cái trứng phái nó còn thua cái cung mệnh á. Mà sao roll nó lệch lạc mà nó, tao nói trời ơi khó chịu. Nay môi chị hơi nhạt cái em chờ tí thua miếng xoăn nha. Nói hôm nay là tôi xinh đẹp xuất hiện rồi. Tự dưng tôi vừa mới tẩy trang tắm rửa xong tôi nó sực như tôi chưa làm clip. Dơ, mười cái nè. Mà có một cái tip nho nhỏ đó là các bạn biết không, cứ ai mà mới lâu lâu mà mới roll lại đồ là hay ngon lắm, hay ok lắm. Đợt trước là tôi có roll thủy thần nha. Tôi có roll thủy thần, đừng có mang tiếng tôi vậy á. Trời ơi, người đây sao dung nhiều như vậy? Mới có một lần, mười lần à. Tôi để dành mấy pack rồi mà coi sao cái tỷ lệ nó ra như cái, mà sao ít nguyên thạch quá vậy ta. Nè, tôi để dành mấy pack rồi đó, sao mà xu quá vậy trời. 30 lần rồi nha, chỗ Rosalia đối với điên đầy luôn rồi á. Nhưng mà tôi thấy là mấy cái banner giờ, bây giờ là cái trời ơi tưởng bạc chứ, mấy cái banner sau này là đúng là có tướng mới mình chơi mình thích thôi, chứ tính ra mà nói là mấy cái con cũ này là không có con nào mà có xài nữa hết á. Tôi là một cái chơi từ lâu lắc lâu lơ rồi, nên là mấy con 4 sao giống như là con cũng dở quẻ là bỏ nhà hết trơn rồi đó. Trời ơi, sao là quẻ con Dori, con này ok nè. Thôi cũng ok đi. Rồi lần này ra nè mấy bạn ơi. Không lên, không lên. Chưa ra luôn, cái gì mà xui dữ vậy mẹ. Vậy là tôi xin phép quay Taylor Swift. You been love. Ủa trời. Trời ơi, tới tỷ lệ luôn má ơi. Cái gì vậy? Can you see that I'm the one who understand you been here all along, so why can't you see? You belong with me. You belong. Thôi em là em. Khúc này không biết nói gì mà. Ra rồi. Trời ơi, tôi thấy cái bóng đen rất là tôi biết ra rồi. Nhưng mà tới ta lần thứ 80 mới ra. Thiệt sao mà xui dữ vậy trời, tới lần thứ 80 mới ra luôn. Đủ hết rồi, bấm lẹ đi, lẹ, lưu, cái tay đi, không còn gì nữa đâu. Ngon. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với lại cái gọi là chứng phái không? À, trời ơi, may quá, Dori chưa full nè. Cái cuối cùng luôn. Cái cuối cùng của mình 6 luôn, tuyệt vời. Tôi đang coi con Candice. Đây. Trời ơi, đẹp quá, nhưng mà nghe bảo á, chỉ bây giờ tôi sẽ quyết tâm rồi. Máy này là tôi chơi theo hệ tiết kiệm. Thì các bạn cũng biết là thời gian tôi chơi game này cũng quá nhiều rồi mà tiền tôi đổ vô đây cũng quá nhiều rồi. Nên là tôi đã có một cái tôi đã suy nghĩ cho một chuyện, đó là tôi quyết định là tôi sẽ roll trứng. Nhưng mà nếu mà lệch thì thôi giãn tù. Ủa chứ sao, chứ không thì còn cố hơn roll đó. Nhưng mà nếu mà lệch ra cây ánh sáng đêm sương mù thì cũng ok, tại cái đó nó ngon. Nhưng mà nếu mà lệch nữa thì tôi cho quýt, bởi vì cây vô công tôi có rất nhiều. Con này là hình như vũ khí sao những anh nào kế vậy trời. Nè, tôi đâu rồi, chị ba, chị bảy đâu rồi. Tôi nghe mấy anh em nói là hả, nhỏ này cầm vô công ok. Mà các bạn nhìn đi, cây vô công của tôi đâu rồi. Tôi có 1 cây vô công, 2 cây vô công, 3 cây vô công. Tôi gộp với lại là tinh luyện 3 rồi. Thế nên là tôi cảm thấy ok với việc xài cây vô công. Là thì coi như là xui đi. Chị dặn trước cho cưng nghe rồi đó. Nha Navia, chị dặn trước cho cưng nghe rồi đó. Cưng nghe thì cưng cười liệu hồn, mà cưng đừng có lệch cho chị. Cưng lệch cho chị thì chị biết đường chị luôn á. Nghe chưa? Đó, chị dặn vậy rồi. Tiên chưa ra. Xui quá à. Mấy ngày kiếm 4 sao? 2 lần rồi đó, 3 lần này 30 rồi. Lần này 30 rồi. Là em 30 rồi. Không, chỉ là lần này là 30. Này là 40 chứ. 30 thôi. Rosa nữa mẹ ơi. Sao cái con Rosa nó ám quẻo vậy? Đến lần thứ 50 mới có thể ra nó.
tôi dặn trước vậy rồi đó. Chưa à? Có thể nha, có thể hoặc là 60 nha. 50 giờ phần, đừng có làm được, đừng có. Trời ơi. Rồi đây 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 đây, chỗ xin quần què gì. À thôi thôi thôi, không có què, không có què gì hết. Lâu rồi em mới chơi game là. Em nói thiệt, lâu rồi em mới chơi game là em năn nỉ á. Thật sự là em năn nỉ luôn. Bởi vì lâu, rất lâu rồi em mới chơi game là. Mà không 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 không, tím tím tím. Mà em rất có hào hứng khi chơi game nên là làm ơn cho em một ít. Cái gì cũng được mà. Thì ý là nếu mà lệch thì cũng được. Lệch ra cây này cũng được, đừng có lệch cây khác hiểu không? Nhưng mà đắng quá. Ôi quý vị, cho em một lời khuyên đi. Không phải, không phải. Sau cái video này lên là mọi người cho em một lời khuyên đi, là em nên lấy cây vô công tinh luyện 3 hay là nên lấy không có ẩn cái tay không, chưa có rồi cô. Con này cũng phải lấy cung mệnh 1 chứ. À lấy của bạn lúc nãy mày kêu là lấy một là được rồi. Thì tao, hai. Tao nghĩ là ta hai con thôi, cái không một thì, thôi. Thì đó là con đó mới chấn, bây giờ chấn cái chưa lấy. Hay bây giờ lấy chấn. Mày chọn một thôi. Cái chấn phái này không biết nó có thật sự xịn không nữa. Ho lắng quá à. Chấn phái. Nếu mà lệch em nói chuyện, nếu lệch em xài cái vô con em hứa. Giờ sao mà lệch được nữa? Không, nó lệch được thêm lần nữa. Ủa là ba cái lận hả? Ừ, cái vũ khí nó khốn nạn là vậy đó. Cái trò Genshin này nó thua hơn nhau tiền là tiền đoạn đó đó. Thiệt á, em quẻ quá mấy anh chị ơi. Cái trò này nó quẻ em quá. Sao không? Chục lần rồi đó. Lần này là... Mày ra sớm với tao không? Tao thiệt chứ mày. Ơ, lỡ tay sao đi. Quẻ của tao quá rồi. Ra nữa. 6 à. Thì khó khó chịu khó nếp. Đó. Em tưởng để chị thở oxy nha em nha. Thì có bấm gì đâu, dính chuột rồi thôi. Lại nó chạy đi chú mù. Mày nó chú mù anh. Thôi 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 thôi. Bây giờ đi. Mày sức mù hoài. Dỡ mà cái đau hoài. Sương mù dữ ít thôi. Tao biết cái cây nó mạnh nhưng mà sương mù ít thôi. Tao trồng được 2 cây hay gì vậy? Tao không hiểu. Anh thực sự ngu dốt mà. Cái trò què này tao nói thiệt. Tao cho đồ cầm má tao nói thiệt luôn á. Khó, khó xử quá. Nói thiệt bây giờ khó xử quá. Sự trợ giúp thôi. Bây giờ cộng đồng cứu giùm em đi. Em thật sự cần cộng đồng cứu em. Cộng đồng hỗ trợ giùm em là bây giờ em nên lấy cung mệnh 1 hay em nên lấy cái chấn. Cứu giùm em gấp gấp gấp. Cây vô công tinh luyện 3 với lại cái chấn, với lại là cung mệnh 1. Mọi người giúp đỡ em đi. Lần này em bế tắc thật sự rồi. Em không còn lời gì để mà nói nữa luôn rồi. A few moments later. Biết vậy nãy em đồn tờ tướng thì là có khi ra rồi đó. Bây giờ mà lệch cái này nữa là không còn gì để nói luôn nè. Mấy em thì bây giờ mà lệch nhỏ đi rồi. Bây giờ mình lệch nữa là không còn gì để nói. Nhỏ đi rồi. Em lấy sim 1. Nếu mà đó, nếu mà nó lệch nữa là em không còn gì để nói. Em nghĩ mẹ game cũng chị em xin lỗi. Nếu mà bạn khó cũng xui. Trời trời trời. Các bạn sau một hồi suy nghĩ và đắn đo cũng như là thứ gì không có được còn phải có cho bằng được vậy đó. Khổ cực. Tôi đã quyết định là tôi sẽ lấy chấn phái của nó. Tại vì bây giờ tôi quá tiếc cái này rồi. Tôi quá tiếc cái má mà lần nào cũng 50 lần mới ra. Còn cái con người kia gọi là cái hình bóng của chị Taylor Swift coi như là cho chỉ đi theo cái cho chỉ đi theo cái You Belong With Me luôn đi. Tôi chán chỉ rồi. Sao mà người ta roll tâm huyết vậy mà. Dạ. Này cho xỉu luôn. Tâm huyết vậy mà nó còn. Nó không ra sớm cho mình luôn mà. Hình như tôi để Honka mà tôi hên là cái này tôi xui à.
trời. Phán quyết. Đúng là đã kiếm phán quyết thiệt. Chứ bây giờ ra, ra một cái mặt nó buồn hiu hiu luôn á. Phán quyết em đi. Làm ơn. Quên gì rồi đúng không? Nhớ đừng quên ấn subscribe cho kênh Mithy Play để xem thật nhiều video về game của mình nha.